bò nướng phi này, Phi là gì? bò nướng trên phi này, Bò nướng chậu. à bò nướng chậu. Nói là đúng cái gì? Ấy gì 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 à, chào mừng gì, chào mừng đại hội anh em ba tại chỗ á. Bò đó là bò cô bề nghe các bạn. À đù, cái này mới à. Đây chúng ta lại không ơi, chỗ này lý tưởng rồi các bạn. Đây bây giờ có cây cảnh này, râu ráng rồi không rồi, quá giường luôn các bạn. À, chuối này, quay lại quay cho bạn xem, có cây cảnh rồi, lý tưởng lắm, ngon, cảnh quá đẹp luôn. Ừ, xung quanh này nói chung là đây, à, mít các kiểu này. Ê, ông người Nhật đó nói tiếng Việt rõ mà, ông biết mà. Vậy là đúng rồi thì bò mà. Ngon đó. Cái này giống bò, đúng bò quê gu á. Quê gu. Wow. Đi đứt này nó bắn ra lủng không? Đẹp rồi, đẹp rồi. Hay. Anh huấn luyện viên đẹp trai to cao dài luôn. Không biết dài không biết nhưng mà dài. To cao dài luôn, biết dài không biết. Tại sao? Ông nói ý nói vậy là sao? Ê. Có gì to mà nó. Cố giữa cơm anh á hả? Đói quá. Đây là cái giường râu cũ quá trời rồi. Đủ đủ nè, cái kiểu này. Cây kia là cây gì không biết. Biết cái này. Cái này gì ta? Bông hoa. Đó, sứ. Nhà đam này bạn. Giường mít rồi. Mít cầu chuối kia là cái cốc cây sala nữa kìa. Đó. Dừa lăng cảnh này bàn đá trong trên quá lý tưởng luôn. Gan này. Tự nhiên chảy nước miếng thật. Gan ngon quá. Gan. Ông cái làng ăn cái gan. Không có làng là ăn cái đầu. Ông cái làng là ăn cái lình. Anh quay miếng thịt bò nè. Quá đảm đang luôn. Anh thử review luôn anh. Hả? Anh cầm cái đuôi, nóng luôn. Cầm cái đuôi kia. Cầm cái đuôi kia, có qua Đức Anh review đi, Đức Anh cầm cái đuôi lên, Đức Anh. Ăn thiệt á? Ăn thiệt đi chứ. Thì nó cầm để vô đây. Ăn thiệt đi chứ giờ không lẽ nó ngại ngùng nữa. Đó. Đây nữa hả? Thơm quá. Có ai nữa không ta? À mình cắt cái này. Núi lên núi xuống ta. Cắt cái này lên cái là núi trật ca pha đi. Đi rồi. Cầu đường giờ vui lắm, thấy đông quá trời đó. Đang test. Test mà, test rồi mới làm. Ừ, đang test vậy. Này đến chị hai cắt ra mấy cái miếng lát lát nào. Ồ. À giờ. Kia anh sắc đúng. Ngọt nè, ngọt, ngọt nước. Nó ngọt nè. Hả? Không để lên cái nữa, để lên nó nóng cái nữa là bước bước xuống là nó khô lại là vừa. Đó. Cái bò của Nhật ấy, nó nướng trên cục đá ấy. Có người lấy cục đá nóng lắm nướng. Có đá luôn kìa, mình có đá luôn, chúng muốn nướng luôn. À, chú ơi đâu nè. Phải bự lắm.
bơi vậy, cái ông bơi cái này bơi. Rồi. Wow. Để lên bếp cái là đem xuống là dứt liền à. Để lên nó ráo, nó thăng lại cái là trong nó vẫn còn ngọt. Chấm miếng muối ớt, uống ngụm bia. Đưa anh nè. Chờ nó rớt, trời chắc vậy nhỏ quá rồi. À, vậy là ngon rồi, đừng nước nữa. Để cho nó ráo, chạy má. Ráo một tùy người, không mà để miếng lại. Đây mà xong mà ráo nó, ví dụ như cái mép mép ở ngoài thì nó được rồi. Nó giữ, nó đỏ chốc. Nó rút lại thôi chứ nó vẫn ngọt cực kỳ luôn. Vô đây, vô đây, vô đây. Đức anh, anh lấy review ra. Đó. Wow. Anh chơi thôi mà. Cái bàn này vẫn quá dữ luôn nè. Món này là món gà nướng nha các bạn. Đó. Gà nướng nha bạn. Em là chấm muối tiêu nha các bạn. À. Review luôn anh. Đó, quá dữ luôn. Anh cười chết. Dứt luôn rồi chứ. Ăn luôn đi. Sao? Rất okay. Ngon các bạn. Rất ngon ha. Quá ngon luôn. Quá ngon luôn. Được. Ok. Good. Ngọt ngay luôn. Ngọt. Ngay rồi. Rồi. Gà đây gà đồi hả? Gà đang rất là ok luôn. Wow. Ráo đều lại hết. Nghe anh em lại sóc đạm nữa. Rồi. Thôi, vô lụm trước nha. Lụm đi. Nóng. Vô lụm miếng bò trước mình đi. Ăn miếng hay chấm miếng đi coi. Muối tiêu này cực kỳ luôn. Đi về nhà này muối bò này. Rồi. Rồi, review anh bạn ơi. À. Rồi, ok. Ôi trời, ơi, ngon quá trời, sướng. Sướng là sướng luôn. Trời ơi. Quá ngon quá. Bò đây bò Nhật mà bạn. Bò ngọt. Quá ngọt. Ngọt ngay à. Miếng nữa. Thử miếng nha các bạn. Chết cái thằng Ngọc đâu. Ngọc đi chở gì. Ngọc này á. Chở ra. Chấm muối thôi. À. Xuất sắc phải không? Xuất sắc. Xuất sắc. Bò xuất sắc luôn. Gà cũng xuất sắc. Để nguội. Ăn đi. Mấy anh sáng tạo. Anh bỏ ra ngoài. Dĩa ơi, dĩa ơi. Bỏ ngoài, vô nhậu cái đã. Vô ăn cái đã. Còn kêu ngăn cho hả? Hả? Sáng nói rồi mà. Ừ, quên. Không, cái này là cái gan. Dẹp ra ngoài đi, mình vô mình ăn cái đã. Vô ăn đi. Để ngồi đấy. Để ngồi cực kỳ ngon. Để ngồi ngon. Đậm đà hương vị. Rồi vô ngồi đi, Ô, ngưng nha, lên bia nha. Ngọc kia nè. Ngưng. Làm gì vậy? Không phải. Nó lên trên rồi. Nó quay ngược lại trên kia. Ô, trời ơi, quay cái dĩa lên nè. Nè, quay dĩa lên nè. Cái đùi nè. Gà đây là gà đồi hả? Gà đồi. Gà đồi. Gà núi luôn á. Cái này là gì? Ớt hả? À, tiêu hả? Nước mắm hả? Ở đây gọi là bò nhúng mắm nướng này. Phải ăn liền để nó nguội. Để cứ lấy đi. Lấy hết đi. Nóng. Ủa, không đợi chút đi anh ấy nướng thịt bò này chứ có nhiêu bò hai ông kia ăn cho đủ. Ăn trước ăn cơm ăn để nó thưởng thức chứ nó ăn cơm rồi. À các bạn hả? Thơm quá trời luôn á. Ăn gì để đây? Chăm tiếp đi.
nó thơm. Cái ớt mà cho muối còn ngon ha. Thơm quá. Ghi hơi luôn. Thấy thế ta. Cặp gì hai ghiền cao. Ừ. Cái này giống đầu bếp bên Tây vậy đó. Rắc muối đi. Đi lại gần tao quay. Giống như cái xương không? Dạ dạ. Cái này nè. Dạ dạ. Để em ra. Em ra. Ngon quá. Wow. Nè, xếp hàng thấy không? Nè, từng thớ thịt thấy không? Wow, đẹp ha. Thơm. Thơm gì? Ngon chứ thơm gì? Xúc xích. Thơm ngon. Do bò đây cô bê bà ngô từ Nhật về cho nên nó đẹp các bạn. Đây lên tí rồi anh xuống kì vậy? Nhậu bỏ con kiếm. Nhức đầu làm việc chức đầu. Bò xã. Bộ chỉ huy xử lý nhiều việc quá. Quản lý con người nó quan trọng hơn chứ không phải dẫn đầu. Xuống đi xuống sao mà hồi đi thấy anh em cái gì mà nghe không? Trong nhà mà cũng kéo người này kia, hay lâu cái gì. Trời ơi. Tôi uống hết thùng, hai thùng, còn hai thùng. Không có mấy lâu à.